niềm tình cảm, sự yêu thích của bà dành cho Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam. Và ngay sau đây xin mời chú Hùng, đại diện phòng công tác lưu học sinh, lên đọc bức thư, bản dịch bức thư của bà Olga dành cho con trai của mình. Xin trân trọng kính mời chú Hùng. Chào các bạn. Nếu các bạn còn nhớ năm ngoái, sau khi mà đội tuyển Việt Nam đã giành được cúp Suzuki Cup giải AFF ngày 16 tháng 12 năm 2018 thì cô Olga Zhukova đã up ngay Facebook một cái bức thư chúc mừng Lâm. Thì ngay sau đó thì tôi đã cấp tốc dịch sang tiếng Việt để truyền tải, mặc dù là cũng có rất nhiều các cái bản dịch khác. Thế thì tôi xin phép đọc lại để cho các bạn cùng tham khảo. Lev, con trai yêu quý. Người ta nói không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Vậy mà con đã làm được điều đó. Lần đầu tiên con xuống tắm khi con mới 17 tuổi. Và con đã dũng cảm lội ngược dòng nước, vượt qua tất cả để lớn lên, chững chạc và trưởng thành hơn. Lần thứ hai là khi con đã là một người trưởng thành và chuyên nghiệp thực sự. Hãy bơi nữa con nhé, mẹ luôn cầu nguyện cho con, xin tạ ơn Đức Chúa vì tất cả. Mẹ rất vui mừng vì con, chúc mừng con vì thắng lợi to lớn đầu tiên này, chúc con thành công nữa. Mẹ bây giờ là người mẹ hạnh phúc nhất con ạ. Con hãy chuyển lời chào của mẹ đến đất nước Việt Nam cần cù xinh đẹp, ngập tràn ánh mặt trời nhé. Đến gia đình, người thân của bố con, đến tất cả bạn bè, cổ động viên, đến chủ tịch và ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng, nơi con đang làm việc. Đến ngài huấn luyện viên và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, với tất cả mọi người ở Việt Nam đã giúp đỡ con bằng lời nói và việc làm, tạo điều kiện tốt cho con có được thành quả công tác. Tôi xin cảm tạ tất cả mọi người, xin ôm mọi người thật chặt, xin hòa vào niềm vui chung với các bạn trong chiến thắng này. Con xin tạ ơn Đức Chúa vì trái tim con đã yêu thương và thuộc về cả hai đất nước. Con xin tạ ơn người vì quê hương của chồng con, Đặng Văn Sơn là đất nước Việt Nam. Xin tạ ơn người vì con trai của chúng con đã nghe lời của bố mẹ mà về nước. Xin tạ ơn người vì chính tại quê hương Việt Nam, con trai con từ năm 17 tuổi đã lớn lên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để có thể thể hiện được tài năng của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng con trai tôi, Lev Đặng Văn Lâm, mẹ của Lâm. Tôi xin phép nói đôi lời nữa. Kính thưa quý vị, có thể nói ngày một buổi trò chuyện ngày hôm nay là một buổi giao lưu độc quyền của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga theo sáng kiến của Đại sứ Ngô Đức Mạnh. Bởi vì buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng ta giao lưu không chỉ riêng được với thủ môn Đặng Văn Lâm mà với cả gia đình của anh. Và các quý vị cũng đã được biết là gia đình của anh Sơn, chị Olga và các con của anh chị sống trong một cái gia đình rất là hạnh phúc, yêu thương nhau và tràn ngập tình yêu cũng như là sự động viên, tiếp sức cho nhau trong những lúc khó khăn nhất. Nếu như các bạn còn nhớ, anh Lâm và chị Olga, anh Sơn và chị Olga lấy nhau trong cái lúc mà nước Nga rất là khó khăn, Liên Xô thì tan rã, cuộc sống thì khó khăn, kinh tế rất khó khăn. Và Đặng Văn Lâm cũng sinh ra trong một thời điểm kinh tế khó khăn như vậy. Chị Olga có nói là Lâm đã lội ngược dòng nước, nhưng chính anh Sơn và chị Olga là những người đã lội ngược dòng nước trước và Lâm lội ngược dòng nước tiếp theo bố mẹ. Xin hết dừng lời và chuyển lại micro cho các bạn. Dạ vâng, tôi được cảm ơn bức thư đại sứ.